Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với màn nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gọi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Còn đây giờ hơn một lần nữa, Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thành cũng xin chia sẻ tâm tư nguyện vọng cũng vì cuộc sống mưu sinh. Nếu như video có lỡ làm phiền tới thời gian của cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn thì xin hãy thông cảm và bỏ qua cho. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Honda Way 110i nhập Thái, có giá bán khoảng 80 triệu đồng, liệu có đáng mua? Honda Way 110i là dòng xe đến từ Thái Lan, vừa mới cập bến thị trường Việt Nam, nhưng đã tạo nên nhiều làn sóng trái chiều với giá bán lên tới khoảng 80 triệu đồng. Một mức giá sốc ngoài sức tưởng tượng đối với một mẫu xe số phổ thông, khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ rằng những trang bị mà Way 110i đang sở hữu liệu có xứng đáng với mức giá như vậy. Honda Way 110i chính là một trong những mẫu xe ăn khách nhất tại Thái Lan, được mọi đối tượng khách hàng từ nam nữ ở mọi lứa tuổi ưa chuộng. Nhờ vào ngôn ngữ thiết kế trung tính và đầy đặn, không hề kén dáng người đi. Nhưng khi Way 110i được nhập khẩu từ Thái về Việt Nam thông qua các đại lý tư nhân, mẫu xe này lại không nhận được những lời đánh giá từ người tiêu dùng Việt. Vì ngoại hình tương đồng với mẫu xe Way RSX 110 đời năm 2010-2011 bị tẩy chay vì kiểu dáng không được thanh thoát và gọn gàng. So với Way 110i nhập Thái, mẫu xe Honda Way RSX 110i thế hệ mới nhất có lẽ là một đối trọng đáng để so sánh, khi được nhiều người tiêu dùng quốc nội yêu thích bởi vì mang trên mình kiểu dáng góc cạnh đầy quyến rũ. Nhưng các đường nét ấy trên Way RSX 110i đều được thiết kế một cách hài hòa và trang nhã, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người nhìn. Way 110i là dòng xe số cấp thấp nhất mà Honda Thái Lan phân phối, nhưng cũng được nhà sản xuất trang bị đèn chiếu sáng dạng LED, tạo ra luồng ánh sáng mạnh mẽ và có mức tiêu thụ điện năng khiêm tốn hơn so với bóng đèn sợi tóc halogen, góp phần không nhỏ trong việc kéo dài tuổi thọ cho bình ắc quy. Điểm mạnh giúp sức Way 110i trở nên vượt trội hơn so với các dòng xe số phân phối chính hãng ở nước ta như Way Alpha, Way RSX 110i, Jupiter Queen 115i. Đồng hồ Way 110i cũng là một trong những trang bị đặc sắc đáng phải lưu tâm, khi nó có thêm một chiếc màn hình LCD nhỏ tích hợp ở bên trong đồng hồ, tạo nên một sự cao cấp và hiện đại cho dàn tay lái của một mẫu xe số bình dân tại đất Thái. Chiếc cốp sau của Way 110i nhập Thái có dung tích 10 lít, ngang bằng với Way RSX 110i chính hãng Việt Nam. Nhưng bình xăng của mẫu xe này lại ấn tượng hơn với dung tích lên tới 5 lít, trong khi Way RSX 110i chỉ có 4 lít. Chưa cần bàn cãi tới mức độ tiêu hao nhiên liệu, với một động cơ có cùng phân khối thì khả năng cao Way 110i sẽ có thể đi được đoạn đường xa hơn với Way RSX 110i nhờ bình xăng dung tích nhỉnh hơn. Các phiên bản Way 110i nhập Thái được đưa về Việt Nam đều là những phiên bản cao cấp, được trang bị mâm hộp kim nhôm và hệ thống thắng đĩa ở dàn chân trước. Không gì khác biệt với hệ thống thắng của Way RSX 110i Future 125 của Honda Việt Nam ở những phiên bản cao cấp nhất. Honda Way 110i nhập Thái sở hữu động cơ Honda Smart Engine thế hệ mới nhất dành cho những mẫu xe số của hãng xe Nhật Bản, với dung tích 110cm khối. Hiện tại công suất tối đa và mô men xoắn cực đại của động cơ này vẫn chưa được Honda công bố, dù phiên bản Way 110i đã được cập nhật động cơ này cách đây hơn 1 năm. Way 110i nhập Thái có mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm, với công bố chính thức của Honda Thái Lan là 76,9 km/l, tiết kiệm hơn rất nhiều so với con số 58,8 km/l của động cơ 110cm khối trên Way RSX 110i tại Việt Nam. Way 110i tại thị trường Thái Lan có mức giá 45.500 baht, đổi ra tiền Việt vào khoảng 35,2 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ trang bị như mâm hộp kim nhôm, thắng đĩa,
khởi động bằng nút đề. Nhưng khi cập bến thị trường Việt Nam, Quay 110i lại bị các đại lý tư nhân đội giá lên tới khoảng 80 triệu đồng. Trong khi Quay RSX 110i của Honda Việt Nam có mức giá thực tế chỉ gần 25 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất với mâm hộp kim nhôm và thắng đĩa. Một mức giá rẻ thua Quay 110i nhập Thái gấp hơn 3 lần. Trong khi Quay RSX 110i lại có kiểu dáng bắt mắt hơn đối với người Việt. Trang bị thì chỉ thua kém ở đèn chiếu sáng, một chút ở thể tích bình xăng và động cơ đời cũ hơn. Thực tế Quay 110i dù nhỉnh hơn về trang bị và tiết kiệm xăng hơn, nhưng suy cho cùng nó vẫn không đáng mua với mức giá khoảng 80 triệu đồng. Mức giá có thể mua được các xe tay ga cao cấp như Vespa, SH và BCX. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về mẫu Honda Way 110i nhập Thái có giá bán thực tế ở đại lý vào khoảng 71 triệu 800 ngàn đồng. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho thành xin một like đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.